Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Quý vị thân mến, đến kênh Chị Dậu hôm nay thì Hồng Nhung xin được tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài kỳ đang được phát sóng trên kênh có tựa đề Lấy gái về làm vợ. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta đến với tập 5 của bộ truyện hấp dẫn này. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong thì quý vị nhớ để lại like, comment cũng như là đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để chúng ta có thể đón nghe được nhanh nhất, sớm nhất những tập tiếp theo của bộ truyện này. Và bây giờ thì Hồng Nhung không làm mất thời gian của quý vị nữa. Mời quý vị chúng ta cùng chú ý đón nghe tập 5 của bộ truyện Lấy gái về làm vợ, thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Nói xong, Huy lại lôi sành sạch tôi vào trong nhà, quăng tôi lên giường rồi gào lên. Cô muốn phá tôi với Vi đúng không? Không, không phải. Huy, bỏ em ra. Bỏ à? Anh cởi quần áo tôi rồi nằm đè lên người tôi. Không báo trước đưa thôi, bảo đâm thẳng vào người tôi rồi chuyển động điên cuồng. Định đi đâu? Phá xong rồi phủi tay trốn mất đúng không? Trốn đi theo thằng kia chứ gì? Thân dưới của anh thúc vào người tôi như điên dại. Tôi đau đến mức không thể thở được, chỉ có thể luôn miệng van xin. Em xin anh bình tĩnh đã. Bình tĩnh? Muốn tôi phải bình tĩnh thế nào? Cô biết Vi từ lúc nào? Chị đến tìm em. Em không tìm chị ấy. Sao cô xô Vi gái chân? Sao cô làm như thế hả? Em không cố ý. Huy, em không cố ý thân mà. Giờ cô phải trả giá, cô hiểu chưa? Cô phải phục vụ cho tôi. Đến khi nào Vi lành lại thì mới thôi, hiểu chưa? Anh bảo với Vi là sẽ chấm dứt rồi với em cơ mà. Không chấm dứt. Không thể chấm dứt được. Sau khi bị tai nạn, mỗi lần anh làm tình đều như biến thành một con người khác. Cuồng dã, hoang dại, điên loạn bất chấp. Thậm chí ngay cả đến những từ chửi bới tục tĩu để tăng sự hưng phấn tôi nghe cũng đã quen. Thế nhưng hôm nay, cực hình mà anh đang trừng phạt tôi có vẻ nặng hơn thường ngày rất nhiều thì phải. Tôi đau quá, chỉ biết lắc đầu ngoài nguậy, nước mắt ướt nhòe trên mặt. Lúc này không thể nói được gì, chỉ biết khóc. Lúc đó tôi thật sự không hiểu tại sao Huy lại cứ phải như thế. Bởi vì gái chân nên mãi chưa thể quan hệ, hay là vì sĩ diện đàn ông vẫn còn chưa muốn đá tôi. Cho đến mãi sau này gặp lại, tôi mới biết hóa ra hai lý do ấy không có cái nào đúng cả, mà là vì một thứ khác. Một thứ mà ngay cả trong mơ tôi cũng không bao giờ dám nghĩ tới. Đáng tiếc tôi đã biết quá muộn. Khi ấy tôi và anh đã mãi mãi không thể nào quay về được như xưa nữa. Sau khi tất cả dừng lại, máu theo dòng dịch màu trắng đổ ục ạt chảy xuống dưới đùi tôi. Có lẽ vì quan hệ quá thô bạo nên tôi bị xuất huyết. Lúc Huy cho ra, nhìn thấy thế mặt cũng phải tái đi. Ngồi dậy lau máu đi. Tôi nằm trên giường, người ngợm không còn bất cứ một cái cảm giác gì cả. Cũng chẳng còn thấy đau đớn nữa. Tôi chỉ mở to mắt nhìn chân chân lên trần nhà. Nghĩ đến những chuyện đã qua, nghĩ tới những chuyện sắp đến. Tự nhiên lại thấy mình chỉ như một cây hạt cát, bị hết thảy mọi việc lãng quên. Hèn mọn và cô đơn, không có bất kỳ thứ gì để bấu víu. Này, nghe thấy gì không đấy? Ngồi dậy. Nghe tiếng Huy quát lần thứ hai, tôi bỗng dưng bật cười. Rõ ràng là cười mà nước mắt lại rơi đầy trên gối. Anh đi về đi. Một lần này nữa thôi mình chấm dứt. Em chỉ là con ca ve để anh bóc bánh trả tiền, chấp làm gì. Lần này Huy khựng lại một lát. Anh nhìn chằm chằm tôi như muốn nói điều gì. Rất lâu sau đó là nằm xuống bên cạnh tôi. Tôi cho cô tiền. Ngày mai thích mua gì thì mua. Mai tôi tới tìm nhà mới cho cô. Anh vẫn muốn nuôi em à? Anh không sợ chị Vi biết à? Bình thường tôi sẽ nghĩ Huy nói. Không có chỗ để xả, nuôi cô tạm để quan hệ. Hôm đó anh lại bảo cô cứ im lặng nghe theo lời tôi thì sẽ không ai biết đâu. Anh không sợ, nhưng mà em sợ. Có tôi đây, cô chẳng phải sợ gì hết. Còn mẹ em, còn thằng Tí, anh có nghĩ không? Mẹ em bị bệnh thế, lời biết em quay lại cái nghề này chắc không chịu được mất. Huy, buông tha cho em đi. Em quay lại với Vi đi. Sao cứ phải giày vò em như thế? Anh không trả lời tôi mà chỉ lạnh lùng nói. Tôi có nhiều bằng chứng hơn Vi đấy. Thế nên trong thời gian Vi bị gãy chân, cô phục vụ nhu cầu của tôi. Cuối năm tôi cưới, tôi sẽ cho cô tự do. Lúc em muốn đi đâu thì đi. Anh đang dọa em đấy à? Cô thấy tôi có dọa ai bao giờ không? Tôi chỉ làm thật thôi. Sao anh phải làm như thế? Thiếu gì gái để cho anh ngủ? Sao anh cứ phải như vậy? Anh không buông tha cho em được à? Em mệt mỏi lắm rồi. Huy, thật đấy, em mệt lắm rồi. Tôi cho cô tiền, cô ra giá đi. Tiền?
biết bao nhiêu tiền là đủ hả anh? Bây giờ thì còn nhắc đến tiền làm gì? Quan hệ của em với anh, cả với Vi nữa, giải quyết đâu được bằng tiền. Huy không nói gì mà chỉ lẳng lặng cầm điện thoại. Lần này anh chuyển hẳn cho tôi 100 triệu. Chuyển xong anh bảo, mẹ cô còn phải điều trị dài. Tiền này coi như tôi bỏ ra mua cô từ giờ đến cuối năm. Hoặc là khi nào Vi khỏe, tôi sẽ cho cô làm gì cô muốn. Giờ cô cứ phục vụ tôi đi đã. Hàng tháng tôi sẽ cho thêm. Thấy tôi không trả lời, anh lại nói, mai chuyển nhà rồi, sẽ không ai biết. Tôi nghĩ cô cũng đủ tuổi để nhận biết thiệt hơn rồi. Có tiền để chữa bệnh cho mẹ, hay là mọi thứ bung bét, tùy cô chọn. Nghe anh nói thế, tự nhiên tôi lại cảm thấy rất buồn cười. Vì dùng gia đình tôi để ép tôi chấm dứt với anh, còn anh lại dùng mẹ tôi để ép tôi phải tiếp tục phục vụ anh. Hai người buồn cười thật đấy. Tôi cứ như một cái sợi dây cao su để anh và chị ta kéo đi kéo lại. Cuối cùng người ở dưới phải chịu nhiều đau đớn nhất là chỉ có tôi. Tôi không đáp mà chỉ lặng lẽ xoay lưng lại với Huy rồi nhắm mắt. Thực ra tôi cũng chẳng biết phải nói gì cả. Anh đã nói như thế nghĩa là đâu cho tôi lựa chọn nào khác đâu. Trả lời hay không trả lời đều giống nhau thôi. Huy cũng im lặng. Lát sau anh đứng dậy mặc quần áo. Tôi cứ đình nình. Huy biết tôi đã đồng ý rồi nên đứng dậy mặc quần áo đi về như mọi lần. Thế nhưng lúc sau anh quay lại, cầm một chiếc khăn bông rồi tự tay lau máu trên đùi cho tôi. Lần đầu tiên thấy anh thế tôi giật mình, lồm cồm ngồi dậy. Anh làm gì thế? Em nằm yên đi. Thôi để đấy em lau cũng được. Anh đưa khăn đây cho em. Huy nhìn tôi vài giây rồi cũng ném khăn trong tay cho tôi. Tôi lau xong còn phải vào nhà tắm để rửa lại. Đến lúc trở ra mới phát hiện Huy không về mà vẫn nằm trên giường chờ tôi. Tôi vốn định hỏi sao anh không về, nhưng chẳng còn sức lực nào để mà hỏi nữa. Cứ đứng bên giường chần chừ nhìn anh mãi. Một lúc sau Huy kéo tay tôi xuống, rồi còn cẩn thận đắp chăn cho tôi. Anh có vẻ rất mệt, chỉ nói, nằm xuống ngủ đi, anh mệt. Đêm ấy cũng là lần đầu tiên sau suốt gần 2 năm quen nhau, sau khi làm tình, anh không về mở lại ôm tôi ngủ. Tôi nằm trong lòng anh không biết bản thân mình nên vui hay nên buồn. Cảm giác đêm đến ngủ cùng nhau như vợ chồng thực ra chỉ là giả nhân ngãi. Chẳng lẽ như người ta nói, anh đã bén mùi của tôi đến mức tạm thời không thể dứt bỏ tôi được, mà vẫn cứ muốn giữ mối quan hệ này trong bóng tối, bỏ mặc việc người yêu anh đã trở về. Nhưng còn tôi thì sao? Sau này rồi trông gai thử thách gì đang chờ tôi? Anh giấu tôi đi thì Vi có phát hiện ra, rồi lại tìm cách hại tôi nữa không? Tôi cũng không rõ nữa. Tôi suy nghĩ rất lâu, rồi cũng nặng nề chìm vào trong giấc ngủ. Cả đêm đó, thỉnh thoảng Huy vẫn chạm tay vào đùi non tôi xem thấy có máu không. Khi thấy nó khô ráo, không còn chảy máu nữa mới lại yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp. Ngày hôm sau, anh đưa tôi đến một chung cư khác, cách nơi tôi đang ở khoảng 5-6 cây số, cũng gần trường tôi học. Vào đến nhà, anh đưa chìa khóa cho tôi rồi dặn dò, cứ ở đây, khu này an toàn, ai có thể chung cư thì mới ra vào được thôi. Vâng. Chiều anh bảo thợ đến lắp điều hòa, em xuống bấm thang máy cho người ta lên. Em biết rồi. Nói rồi Huy lại rút từ trong ví ra một sấp tiền bảo tôi, cầm tiền, nhà thiếu cái gì thì đi mua. Tí nữa rỗi thì vào viện khám xem có việc gì không, mà hôm qua lại chảy máu. Chắc là không việc gì đâu anh, anh đừng lo, cứ đi khám đi. Vâng. Giờ anh về luôn à? Ừ, em ở đây. Thỉnh thoảng anh đến thì anh gọi. Em có trốn đi đâu thì anh cũng tìm ra. Thế nên ý, không phải trốn đâu, mất công. Tôi cười nhạt. Tôi trốn làm gì? Trốn có đi đâu được đâu. Mẹ tôi, em tôi còn đang ở quê, mà chắc dăm bữa nửa tháng nữa là bà phải lên Bạch Mai điều trị. Tôi trốn được ở đâu bây giờ? Em biết rồi, em không đi đâu, anh đừng lo. Vậy em nghỉ đi, anh về đây. Sau khi Huy về, tôi chờ thợ đến lắp điều hòa xong thì gọi điện rủ Huyền đi uống rượu. Mấy hôm nay nó cũng đói vèo mồm. Nghe thấy tôi rủ cái là đồng ý đi luôn. Hai đứa tôi ra quán ốc ở ngay gần quán karaoke ngày xưa, gọi mấy bát ốc ra với cả hai chai rượu trắng, vừa nhâm nhi vừa nói chuyện. Huyền nói, có chuyện gì mà mày lại gọi ta đi uống rượu? Lâu giờ không được tiếp khách nên nhớ nghề à? Ừ, tự nhiên thèm rượu quá mẹ. Muốn uống cho nó quên sự đời đi thôi. Thế làm sao? Kể tao nghe. Tôi chậm chạp kể lại chuyện vừa qua cho Huyền nghe.
Nó nghe xong thì rú lên. Ơ, mẹ, ông này sao buồn cười nhở? Cứ dị dị kiểu gì ấy. Lạnh lùng nắng mưa thất thường. Hay là ông ấy thích mày thật? Thích cái gì mà thích? Chắc là bà kia gãy chân, không có chỗ nào cho nên mới tìm đến tao. Điền, người như lão thì thiếu gì gái theo. Tao nghiêng về khả năng lão thích mày hơn đấy. Không phải thích theo kiểu yêu đương, mà là thích cơ thể mày, thích làm tình với mày. Chịu thôi, giờ tao chỉ có lo cho mẹ thôi. Tao sợ bà Vi nói ra hết, mẹ tao không chịu được. Ừ, thế thì một là mày bàn với ông Huy cách giải quyết, hai là chấm dứt luôn, chứ cứ để đến tai mẹ mày thì mệt lắm. Người khỏe thì chả sao, chứ người đang bệnh thì... Tao bàn rồi. Ông Huy bảo tao chuyển chỗ ở, còn bảo tao khi nào ông ấy cưới vợ, ông ấy mới cho chấm dứt. Tao mà cãi lời thì đừng có mà trách. Mẹ, lằng nhằng bó mẹ. Một đứa ép mày bỏ, một đứa lại nhất quyết không cho mày bỏ. Chỉ có mày là khổ thôi. Ừ, chẳng biết sao nữa, tao không muốn làm người thứ ba. Mệt quá, giờ chỉ mong thoát được ra ngày nào tốt ngày ấy. Huyền nâng cốc rượu, uống một hơi hết sạch. Nó giơ tay lau miệng rồi bảo tôi, giờ chỉ biết hy vọng mày nhanh được giải thoát thôi. Hoặc là ông Huy đủ khả năng bưng bít, che giấu được mày. Thôi uống đi, kệ, đến đâu thì đến. Hôm đó, hai đứa tôi đã uống rất nhiều rượu, đến mức tôi không về nhà nổi mà phải về phòng trọ của Huyền ngủ. Tôi làm nhảm bao nhiêu chuyện, còn ôm nó khóc nức khóc nở. Tôi bảo tôi mệt quá, giờ chỉ muốn đi đâu đó thật xa, bỏ mặc tất cả. Nhưng tôi không đi được, không đi được nên chỉ biết khóc thôi. Thời gian sau đó mẹ tôi phải lên Hà Nội để tiếp tục điều trị. Tôi thì ở chỗ mới, với cả có Huy che chở nữa nên tạm thời Vi chưa tìm được ra tôi. Có mấy lần chị ta nhắn tin hỏi tôi dạo này đi đâu, tôi cũng chỉ trả lời giờ em đang thuê trọ ở ngoài. Tôi biết như thế là quá trơ trẽn, nhưng tôi không thể làm cách nào khác được. Tôi đâu còn sự lựa chọn nào. Hàng ngày tôi vẫn phải gồng mình lên phục vụ nhu cầu của Huy. Sau đó khi xuống giường lại phải căng óc ra lo sợ Vi sẽ biết chuyện của chúng tôi. Bên cạnh đó, còn phải chạy đôn chạy đáo lo cho mẹ. Sức khỏe mẹ tôi mỗi ngày một yếu, tỷ lệ nghịch với đó là khoản tiền chi phí cho chữa bệnh và bồi bổ của bà mỗi lúc một tăng lên. Ngủ với Huy để có tiền cũng không xong, mà chấm dứt với anh vì sợ Vi làm hại đến mẹ tôi thì cũng không được. Rốt cục, tôi cứ phải trông chênh đấu tranh giữa đạo đức và đồng tiền. Đấu tranh đến mức mệt mỏi, đấu tranh mãi không thôi. Cứ như thế, cho đến một hôm tôi đang ở trên lớp học, thì y tá trong bệnh viện gọi điện thoại. Giọng chị hốt hoảng. Vân ơi, đến ngay viện đi, đến nhanh lên em. Tôi nghe xong run đến mức làm rơi cả điện thoại. Không có đủ bình tĩnh để xin giảng viên ra ngoài nữa mà phải đứng phát dậy, chạy như bay ra khỏi lớp học, phóng xe đến bệnh viện Bạch Mai. Lúc tôi đến mẹ tôi đã yếu lắm rồi. Thằng tí lên chăm mẹ được mấy hôm nên may sao vẫn đang ở đây. Nó ngồi cạnh giường nắm thật chặt tay mẹ, hai mắt đỏ hoe. Ở bên cạnh các bác sĩ đang đo huyết áp và dấu hiệu sinh tồn. Đo xong lại thở dài rồi chậm rãi lắc đầu. Tôi lao lại ôm lấy chân bác sĩ gào lên. Bác sĩ ơi, mẹ cháu bị làm sao đấy à? Mẹ cháu có sao không hả bác sĩ? Vì bác sĩ già đã mấy lần bị tôi túm áo cầu xin, giờ cũng chẳng buồn nói gì với tôi nữa mà chỉ giơ tay vỗ vỗ vai như động viên tôi, sau đó bỏ ra ngoài. Tôi hoảng quá không biết phải làm sao cả. Lúc đó đầu óc rối tinh rối mù, bò lên giường để lay mẹ tôi. Mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi. Mẹ nhìn con này, con đến với mẹ rồi đây này. Sáng nay mẹ vẫn khỏe cơ mà, sao bây giờ mẹ lại như thế này? Thằng tí thấy tôi cứ lay lay mẹ như thế thì xông đến đẩy tôi ra. Hai mắt nó đỏ ngầu và sưng húp. Nó cuộn tay lại thành nắm đấm rồi gào lên. Chị đi đi, chị cút đi. Vì chị nên mẹ mới như thế này đấy. Chị cút đi. Tôi sững người quay đầu lại mở to mắt nhìn em mình. Em tôi đang sốc nên mới nói thế phải không? Bình thường nó ngoan và nghe lời lắm cơ mà, làm sao lại nói với tôi những lời như thế được? Tí nói gì thế? Chị cút ngay. Nhà tôi không có các loại người như chị. Chị làm gì thì chị tự biết, chị không phải hỏi. Chị cút ngay đi. Đừng để mẹ tôi mở mắt ra để thấy cái mặt chị. Mấy vị bác sĩ trẻ đang cấp cứu cho mẹ tôi, nghe chị em tôi cãi nhau ầm ỏm lên thì một người lên tiếng đổi ra ngoài. Người nhà ra ngoài đi, đừng có làm ồn, phiền người khác cấp cứu. Lúc đứng ra ngoài hành lang, thằng tí vẫn không thèm nhìn mặt tôi. Nó không khóc mà chỉ ngồi thu lu trên góc ghế chờ. Nước mắt tôi giàn rộ trên mặt. Tôi đi lại gần, ngồi xổm dưới đất hỏi nó. Tí, chị làm sai cái gì? Em cho chị biết.
Em đừng đối xử với chị như thế. Giờ mẹ đã như thế rồi, em còn như thế nữa thì chị biết sống làm sao? Chị còn hỏi tôi à? Lẽ ra là mẹ không bị như thế này đâu. Nhưng bà bên cạnh giường đưa cho mẹ xem clip chị bị đánh ghen. Chị làm gái ở cái quán karaoke, rồi cướp chồng người ta. Cả một đống ảnh nữa. Giờ mẹ biết rồi đấy. Mẹ không chịu được nên mới bị như thế đấy. Chị giết mẹ rồi đấy, chị hài lòng chưa? Tôi cứng đơ người muốn giải thích, muốn nói gì đó nhưng không còn sức lực nào để nói gì nữa. Vì đã ra tay rồi, cô ta đã ra tay thật rồi. Tôi biết rồi tôi sẽ phải trả giá. Nhưng sao không nhắm vào tôi? Sao không hại một mình tôi thôi? Tôi gây ra chuyện thì để tôi chịu. Tôi làm gái để chữa bệnh cho mẹ thì là tôi sai à? Tôi sai hay là ông trời sai với tôi? Thằng Ký ngước mắt lên nhìn tôi. Trong ánh mắt nó có cả nỗi đau đớn, sự khinh miệt, thậm chí còn có cả sự thất vọng tột cùng của một đứa em dành cho chị mình. Nó vung tay tôi ra, dường như chỉ cần tôi đụng vào người nó thì nó cũng cảm thấy bẩn. Ông nội với bố đã dạy rồi, nghèo thì nghèo nhưng không được làm gì trái đạo đức. Chị bôi cho chát chấu vào mặt bố mẹ. Chị tưởng nhà tôi cần những đồng tiền bẩn thỉu đấy hả? Tôi không cần. Chị cút đi. Tí ơi, chị xin em, chị chỉ muốn chữa bệnh cho mẹ thôi, chị không muốn như thế đâu. Chị đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Chị đi đi. Tất cả mọi người trong hành lang đều nhìn chị em tôi. Tôi không còn nước mắt để khóc, chỉ có thể đứng lên lùi thật xa, tránh xa em mình. Tôi sợ nó kích động quá rồi lại xảy ra chuyện gì. Tôi cứ đứng lặng lẽ mà khóc như thế, một mình chịu đau lòng đến mức không thể rơi thêm lệ nữa. Cứ như thế cho đến khi các bác sĩ đi ra bảo với tôi, bệnh nhân yếu lắm rồi, gia đình vào gặp đi. Bác sĩ ơi, cho mẹ cháu truyền thuốc một hôm trước đi à? Mua nước ở nước ngoài à? Bao nhiêu tiền cũng được, bác cứu mẹ cháu với à? Các mạch máu của mẹ cô giờ đã vỡ hết rồi, không có ven nữa, mà cơ thể cũng không thể chịu được việc truyền dịch. Người nhà nén đau buồn mà thăm bệnh nhân đi. Nói rồi không đợi tôi trả lời, mấy vị bác sĩ đã thở dài rồi bỏ đi. Tôi với thằng Tí như hóa điên, vội vội vàng vàng chạy vào trong thăm mẹ. Lúc đó mẹ tôi không thể nói được gì nữa, chỉ có thể mở mắt. Bà thấy tôi, hai mắt trợn lên, môi mấp máy muốn nói nhưng không thể phát âm ra được. Tôi cầm tay mẹ, lúc này nước mắt mới từ đâu bật ra, cúi đầu khóc nức nở. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi, mẹ ở lại với bọn con. Mẹ đừng đi mẹ ơi, con sai rồi. Con sai thật rồi. Nước mắt mẹ tôi cũng chảy ra một giọt. Nước mắt chảy qua những nếp nhăn hằn sâu ở nơi khóe mắt, chảy qua những vết đổi mồi sương gió vì đã vất vả cả đời, thấm xuống gối, thấm đến cả ruột gan tôi. Thằng Tí thấy thế mới tiếp tục lao đến đẩy tôi ra, nó gào lên. Đi đi, chỉ muốn hại chết mẹ à? Đi đi, biến khỏi đây đi. Tôi nhất quyết không đi, tôi bám chặt tay vào thành giường van xin rối rít. Mẹ ở lại với bọn con đi mẹ. Mẹ đừng để con với thằng Tí mồ côi. Thằng Tí còn nhỏ mà mẹ ơi. Mẹ khỏe lại rồi, con còn đưa mẹ về quê. 2 tháng nữa là dỗ bố rồi. Mẹ phải khỏi bệnh đi để con còn làm cơm thắp hương cho bố chứ. Mẹ ơi. Mẹ ơi, con biết con sai rồi, con xin lỗi mẹ. Mẹ thương con với, mẹ tha thứ cho con một lần. Mẹ ở lại với con. Mẹ chửi mẹ đánh con đi. Mẹ lấy do đánh con đi, con làm sai thật rồi. Mắt mẹ tôi mở trừng trừng, bà nhìn tôi. Đến khi những vạch nhấp nhô yếu ớt trên máy đo chuyển thành một đường ngang dài, bà vẫn nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt bà chứa đầy sự thất vọng, đau lòng, còn cả tự oán trách mình. Ánh mắt đấy tôi ghi nhớ cả đời không sao quên được. Thằng Tí thấy máy kêu tút tút ầm ĩ thì khóc sống lên như một đứa trẻ. Các bác sĩ y tá cũng từ bên ngoài chạy vào. Người này người kia kiểm tra một hồi, cuối cùng đắp một miếng khăn màu trắng lên mặt mẹ tôi. Thế là mẹ tôi đã ra đi thật rồi. Ra đi trong tức tưởi, ra đi không nhắm nổi mắt. Còn bất hiếu mẹ ơi. Tôi thuê xe của bệnh viện để đưa mẹ về quê. Suốt cả đoạn đường chỉ có hai chị em tôi ngồi bên xác mẹ. Lúc khỏe thì khóc, lúc mệt quá thì ngồi tựa vào ghế, trơ mắt vô hồn nhìn mẹ nằm đó như đang say giấc ngủ. Hai chị em tôi không ai nói với ai một lời. Mãi đến khi xe cấp cứu lăn bánh đến địa phận quê tôi mới dám ngước đôi mắt đã sưng húp của mình lên nhìn thằng Tí. Tí ơi, chị xin lỗi. Nó không thèm trả lời, chỉ lặng thinh nắm thật chặt đôi bàn tay có da bọc xương và đầy vết máu đen đỏ do bị vỡ ven của mẹ tôi. Mẹ mất rồi, em cha cũng không tha thứ cho tôi. Ruột gan tôi đau như đứt thành từng đoạn một, khóc giống lên. Tí ơi, em nói gì với chị đi. Giờ mẹ chết rồi, chị chỉ còn mỗi mình em thôi. Em nói gì với chị đi.
Tí nữa về đến nhà chị đi đi. Đừng bước vào nhà, không ông nội với bố ra đón mẹ để thấy cái mặt chị. Chị xin lỗi mà, chị chỉ muốn kiếm tiền để chữa bệnh cho mẹ, chị không muốn như thế đâu. Lúc mẹ còn sống đã dặn chị ra sao, chị quên à? Chị làm cái nghề đó để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, nhưng chính cái nghề đó là giết mẹ rồi đấy. Chị giết mẹ rồi, chị không xứng đáng làm chị tôi. Chị cút đi. Chị xin em, chị van em, em hãy tha thứ cho chị. Em mà cũng bỏ chị đi thì chị chết đấy Tí ơi. Chị chỉ còn mỗi mình em thôi. Tôi không bao giờ tha thứ cho chị, không bao giờ. Tôi có phải bỏ học đi phụ hồ thì tôi cũng không gần cái loại chị như chị. Tôi cầm tiền của chị lắm, tiền của chị thế tôi không tiêu nổi đâu. Em mới xem lại nói thế, em mới lên cấp 3 thôi, em sắp học lớp 11 rồi sao lại bảo em bỏ học đi phụ hồ. Em phải đi học chứ, em còn đi thi vào đại học điện lực cho bố mẹ thấy chứ. Chị hứa với em, chị không làm việc tử tế. Chị đi rửa bát thuê như ngày trước để kiếm tiền nuôi em đi học, được không em? Em đừng bỏ học được không? Chị im đi. Chị nói chị đi rửa bát thuê á? Rửa bát thuê mà chị ôm mấy thằng già bằng tuổi bố trong quán karaoke đấy à? Chị đừng lừa tôi nữa, tôi lớn rồi, tôi không phải là thằng con nít học cấp 2 cho chị lừa nữa đâu. Không phải đâu, chị chỉ rót bia cho người ta thôi, chị không làm gì cả. Chị không làm gì đâu. Chị rót bia mà cả một lúc chị có cả đống tiền này để mổ cho mẹ đấy à? Rót bia mà có cả tiền làm hóa chị mấy lần à? Thế thì trên thế giới này ai cũng đi rót bia hết, học làm cái gì nữa? Chị xin em với Tí, em phải đi học, em đừng bỏ học, còn một năm nữa thôi. Tôi thấy thằng Tí bảo nghỉ học đi phụ hồ nên hoảng quá, nhào qua người rồi côm lấy nó. Nó vùng vằng đẩy tôi ra. Đúng lúc đó xe lại cũng vừa đến trước cổng nhà, thế nên tôi đành gạt nước mắt ngồi xuống rồi nói với chú lái xe. Chú ơi, đến nhà cháu rồi, chú cho mẹ con cháu xuống vậy ạ. Ở đầu ngõ có lác đác mấy người họ hàng trong nhà đã được tôi gọi điện thông báo nên đã đứng chờ sẵn. Nhà tôi nghèo, anh em cũng nghèo, thế nên lúc mẹ tôi bệnh không ai có tiền giúp đỡ được gì. Đi lên Hà Nội chăm cũng không được, vì họ cũng bận lo việc đồng áng lợn gà. Bây giờ mẹ tôi mất rồi, và người họ hàng gần nhất mới đến giúp đỡ là ma trai. Thằng Tí ôm mẹ tôi xuống xe, lúc tôi định xuống theo nó thì nó quay lại rồi quát: tôi cấm chị không được vào nhà, chị đi đâu thì đi đi. Tôi khóc, không dám khóc to mà chỉ dám lau nước mắt vào tay áo rồi định mặc kệ em có cho hay không. Tôi vẫn muốn về nhà để lo ma chê cho mẹ. Thế nhưng vừa đi được hai bước đã nghe thấy bà mở bên nổi chửi: con kia mày cút đi, mày cút ngay đi. Mày bôi cho chát trống vào dòng họ nhà này, giờ mày còn dám vác mặt về đây cơ à? Cút ngay. Đây là nhà gốc của ông bà, mày đừng bước chân vào đây cho bẩn cái nhà này ra. Dòng họ nhà tao chỉ có mình thằng Tí là đích tôn, còn mày đi đâu thì mày cút. Nhà tao không có cái loại cháu chất như mày, ông nội với bố mày cũng không có cái loại con như mày. Tôi biết kiểu gì ở quê rồi cũng có sẽ có chuyện của tôi, nhưng không ngờ là nhanh đến thế. Anh em không cho tôi vào nhà mà xua như xua tà. Đàn ông thì vào bên trong lo ma chay, còn đàn bà thì đứng canh ở cửa rồi chửi bới. Lúc đó sự danh dứt và ân hận đã gây ra cái chết của mẹ, lẫn nỗi nhục nhã từ những người thân đã khiến chân tôi nặng nề như bị đeo xiềng, không làm sao mà bước nổi. Tôi chưa bao giờ khóc nhiều như thế, khóc đến mức cổ họng khan đặc, hai mắt lẫn môi sưng húp biến dạng, chỉ dám đứng ngoài nhìn theo mẹ mà bất lực không làm gì được. Thằng Tí bế mẹ vào đến cửa thì bỗng nhiên ngoái đầu lại nhìn tôi. Ánh mắt nó dù chán ghét và thất vọng nhưng lại thấp thoáng một tia thương hại. Tôi đứng từ xa chỉ biết bám chặt vào gốc cây để đứng vững, cố há miệng ra nói mấy từ: chị xin lỗi Tí. Mấy ngày làm ma chay cho mẹ, tôi không lên Hà Nội mà cứ lang thang ở gần nhà, không còn mặt mũi nào để gặp người thân, cũng không dám vào thắp cho mẹ nén hương, nên chỉ có thể ở ngoài trông ngóng. Lúc đó thì mua tạm các bánh mì ăn, đêm thì ra nhà trọ ngủ. Trong mấy ngày này Huy có gọi cho tôi mấy cuộc nhưng tôi không nghe. Sau đó thì điện thoại hết pin nên tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Cho đến hôm hả huyệt mẹ, chờ anh em về hết rồi tôi mới dám bước đến mộ, quỳ xuống khóc một trận thật to. Khóc cho số phận của tôi, khóc cho những sai lầm của tôi, khóc cả cho những ngày tháng sau này tôi không còn được làm con của mẹ nữa. Tôi làm gái kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ là sai sao? Tôi gặp gỡ Huy là sai, tôi đi đến bước đường này cũng là sai rồi sao? Ai nói cho tôi biết những tháng ngày sau tôi phải làm sao bây giờ? Làm sao để chuộc lại lỗi lầm của tôi bây giờ? Tôi khóc một trận vật vã, lúc mệt quá thì gục xuống ngủ thì nói chuyện với mẹ. Đến gần chiều tối mới đứng dậy lững thững đi bộ về nhà cậu.
Cậu mợ tôi nhà cũng nghèo không khác gì nhà tôi là mấy, lại còn đẻ nhiều, đẻ đến 6 đứa con toàn là gái. Thế nên mẹ tôi bệnh tật như thế cũng không thể giúp được gì vì không có tiền. Cậu vừa thấy mặt tôi đã chửi. Mày có dám mắc mặt đến đây à? Mày cút ngay khỏi nhà tao. Tôi không còn nước mắt để khóc, người ngậm cũng không có xí sức lực nào mà chỉ có thể quỳ sụp xuống trước mặt cậu. Cậu ơi, cháu đến nhờ cậu một việc rồi cháu đi ngay. Cháu sẽ đi ngay cậu ạ. Cháu sẽ không bao giờ về quê nữa, không bao giờ để cậu thấy mặt cháu nữa. Cháu biết tội của cháu không thể tha thứ được, chỉ xin cậu giúp cháu một việc thôi. Cậu tôi hai mắt đỏ hoe không nói gì mà bỏ lên ghế rít thuốc lào. Mợ với mấy đứa em tôi đứng ở bên cửa bếp nghe ngóng nhìn tôi chằm chằm. Tôi rút ra một chiếc phong bì, trong đó là tất cả số tiền còn lại của tôi, dùng hai đầu gối quỳ dưới đất để đi lại gần cậu. Đây là tiền tiết kiệm của cháu, cháu xin cậu cầm lấy nuôi thằng tí đi học. Nó sắp lên lớp 11 rồi, nó không thể nghỉ học được. Cháu xin cậu đón nó về nuôi, rồi khuyên nhủ nó tiếp tục đi học hộ cháu. Nó không nhận tiền của cháu nữa, nó cũng không muốn gặp cháu nữa. Giờ chị em cháu đã thành trẻ mồ côi, cháu không nhờ đó ai nữa, chỉ biết đến đây xin cậu thôi. Cháu xin cậu giúp cháu với, cậu thương em cháu với ạ. Tiền này mày làm cái gì để kiếm ra được? Mày bảo tao cầm kiểu gì? Cháu xin cậu, cháu biết cháu sai, nhưng thằng tí còn phải đi học, nó không thể nghỉ ngang được. Cháu xin cậu đấy, cậu giúp cháu nuôi thằng tí với. Cháu sẽ đi khỏi đây không về nữa, cháu sẽ vào Sài Gòn làm công nhân. Cháu sẽ gửi thêm tiền nuôi nó về cho cậu, cháu sẽ kiếm những đồng tiền sạch sẽ. Cậu ơi, cậu giúp cháu đi cậu. Sau khi tôi van lại một hồi, cuối cùng cậu tôi cũng chịu nhận lấy số tiền ấy. Tôi biết thằng tí sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi hay nhận tiền của tôi nữa, nên chỉ có thể làm thế, nhờ cậu chăm sóc em tôi rồi tôi mới đi. Tôi về nhà, đứng trước cửa mấy tiếng mà không dám vào, cứ nhìn chằm chằm vào bàn thờ mẹ rất lâu, sau đó lại quỳ xuống dập đầu lại tổ tiên. Tôi vừa lạnh vừa khóc, khóc đến chết đi sống lại, nhưng không một ai mảy may quan tâm. Người qua đường cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh rẻ rồi bỏ đi. Đúng lúc tôi tuyệt vọng nhất thì có một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vai tôi rồi nắm lấy. Tay người rất to, đôi bàn tay thô đặc trưng của đàn ông. Bình thường đó chỉ là một hành động rất giản đơn, nhưng trong lúc tôi thế này, chỉ có một cái nắm vai động viên thôi cũng làm cho tôi không thể tiếp tục kiên cường nổi. Huy nói, ổn rồi, ổn rồi. Tôi nhìn thấy anh giống như đang vùng vẫy sắp chết đuối, thấy được một chiếc phao cứu sinh. Chẳng còn nhớ đến việc người yêu anh đã từng gây ra tất cả những nỗi đau này cho tôi mà nhào lên, ôm lấy vai Huy rồi khóc nức nở. Mẹ em chết rồi Huy ơi, mẹ em chết rồi. Sau này em kiếm tiền làm gì nữa? Em chữa bệnh cho ai? Em phải làm sao bây giờ? Em phải làm sao bây giờ? Em không muốn sống nữa. Em chết thì ai nuôi thằng tí? Chết là hết, nhưng người lại thì sao? Nhìn thấy mẹ em không? Chết rồi còn biết gì đâu. Em quỳ lại ở đây, mẹ em cũng có biết đâu. Tôi nói thì không sao, nhưng lúc nghe Huy bảo mẹ tôi đã chết, tôi lại không chịu được. Tôi hoảng loạn đấm đá và cấu anh như muốn trút hết mọi đau khổ lên người đàn ông này. Tại anh, tại anh hết. Anh là thằng khốn. Sao tôi lại quen anh? Sao tôi lại quen anh? Việc tôi ân hận nhất trong cuộc đời này là quen anh. Người yêu của anh hại mẹ tôi, hại mẹ tôi rồi. Em bình tĩnh lại đi. Tôi gào khóc và đấm đá mệt quá nên một lúc sau đã ngất xỉu. Khi tỉnh lại, đã thấy mình đang trên xe về Hà Nội. Huy ngồi bên cạnh im lặng lái xe. Có lẽ cả hai đều mệt nên không một ai nói gì. Tôi nhìn anh mấy giây rồi cũng ngoảnh đầu ra nhìn cửa sổ. Thế giới này làm tôi mệt mỏi quá. Đã có lúc tôi muốn chết, muốn nhảy từ trên cầu xuống, hòa mình vào sông Hồng đục ngầu rồi cứ thế chết đi. Chết rồi sẽ hết đau đớn. Chết rồi sẽ không cảm thấy khổ sở. Chết rồi sẽ không phải day dứt tên này nữa. Nhưng mà tôi phát hiện ra bây giờ tôi không thể chết được. Huy nói đúng, tôi còn phải sống để nuôi em tôi đi học nữa. Chị em tôi bây giờ mồ côi rồi, tôi không đủ dũng khí để bỏ em lại một mình trên đời. Thế nên tôi lại phải tiếp tục sống, sống trong đau đớn và dày vò. Lúc quay về Hà Nội, anh dẫn tôi đến một quán cơm gần chung cư. Người ngậm tôi lúc ấy quá nhếch nhác, tóc tai bù xù, lại đi cùng với một người đàng hoàng sạch sẽ như anh, nên ai cũng phải ngoái đầu là nhìn. Huy gọi ra mấy món ăn tôi thích, gọi cả một tô canh cua nguội cho tôi dễ ăn. Tôi thì chẳng còn bụng dạ nào mà ăn uống, nên cứ nhìn chòng chọc mấy đĩa thức ăn trên bàn, không hề đụng đũa. Em không định ăn à? Em không muốn ăn. Em không muốn cũng phải ăn.
Tôi ngước đôi mắt sưng húp và đỏ ngầu lên nhìn anh. Tự nhiên không nhịn được nên nói rất to. Anh là cái gì mà anh ép tôi ăn? Anh nghĩ là ai mà lúc nào anh bắt tôi làm theo ý của anh? Các người thì giỏi rồi. Giàu có nên không bao giờ coi và cảm nhận người nghèo của tôi ra gì đúng không? Tôi chỉ như con kiến. Để anh và người yêu anh dẫm đạp thế nào cũng được phải không? Tôi chưa bao giờ dám cãi lại, chưa bao giờ dám to tiếng. Thế nhưng hôm ấy tôi đã đập bàn quát tháo anh ở nơi đông người. Tôi tưởng Huy sẽ điên lên rồi tát cho tôi vài cái tát. Nhưng cuối cùng anh cũng không nổi giận mà còn nhẹ nhàng bảo tôi. Vâng, ngồi xuống ăn đi. Tôi không ngồi, tôi hận các người. Các người toàn là cái đồ lòng lang giả sói, đồ quỷ đồ lốt người. Em không muốn sống nữa phải không? Em định chết đói à? Mấy ngày nay em ăn gì để sống? Em hít không khí à? Tôi sống hay chết không liên quan đến anh. Anh trả tiền mua em đến cuối năm rồi. Em thích chết sao thì chết. Tôi sống đến cuối năm rồi muốn chết lúc nào cũng được. Tôi bật cười. Rõ ràng là cười mà nước mắt cứ thi nhau lăn xuống. Tôi không muốn đôi co với anh nữa. Vì mấy ngày vừa rồi tôi đã sống dở chết dở rồi. Tôi không còn sức nữa. Tôi phải âm thầm trả thù. Nếu tôi chống đối Huy ra mặt như thế, việc trả thù lại càng khó. Huy kéo tay tôi ngồi xuống bàn, tự tay xới cơm rồi múc thức ăn vào bát tôi. Anh dúi thìa vào tay tôi rồi nói: không phải chết là hết đâu, còn đứa em đang đi học đấy. Muốn mồ côi cả bố lẫn chị à? Ăn đi. Tôi không cái nữa, cúi đầu ăn cơm như nhai rơm, cổ họng thì chát đắng. Ăn xong, anh đưa tôi về chung cư. Trên đường về thấy tôi, Huy có nghe một cuộc điện thoại, tưởng là Vi gọi nên tôi cố găng tai ra để nghe. Nhưng cuối cùng lại thấy anh nói: bố à, có về gì đi à? Con đang bận. Thế thì tí con về, 30 phút nữa. Về đến nơi, anh chờ tôi tắm xong rồi mới nói: anh về nhà, em ngủ sớm đi. Tí nữa nếu còn sớm thì anh đến. Tôi không trả lời. Huy lại giữ lấy hai vai tôi rồi ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Bình thường tôi rất thích nhìn đôi mắt đấy, nhưng hôm nay tôi chỉ thấy kinh tởm. Kinh tởm đến phát nôn. Anh nói em đã nhớ gì chưa? Nhớ gì? Ngủ sớm. Tôi ngủ hay không thì liên quan gì đến anh? Đừng có ương bướng nữa. Giờ còn có mình em với thằng Tý thôi. Sống cho tốt vào, đừng để nó cười mình. Nó cười tôi? Cả dòng họ nhà tôi cười tôi, khinh tôi như một con chó rồi đây này. Anh biết vì ai không? Tôi định gào lên là vì anh. Vì con người yêu tởm lợm của anh đấy, anh biết chưa? Thế nhưng chưa kịp nói thì điện thoại của Huy lại đổ chuông lần nữa. Anh nhìn số điện thoại đến, thở dài rồi lại nhìn tôi. Mẹ giờ thì ngủ đi. Em phải nhớ hai việc. Một là em trai em, hai là đã nhận tiền của anh. Không chết được đâu. Nói xong, anh buông tôi ra rồi mở cửa đi về. Khi bóng Huy vừa đi khỏi, việc đầu tiên tôi làm là lao vào dọn dẹp đồ đạc. Sau đó đặt một chiếc vé tàu hỏa bay vào Sài Gòn. Bây giờ không còn ai để đe dọa tôi nữa. Tôi cũng chẳng còn gì để ràng buộc nữa. Thủ đô này hoa lệ quá. Hoa cho người giàu, còn lệ cho người nghèo. Tôi muốn đi. Đi để giải thoát cho bản thân và giải thoát cho cả tương lai của chính mình. Nhưng mà trước khi đi tôi còn phải làm một việc. Lúc trước đưa Vi vào viện, trong lúc chờ bó bột tôi có nghe lỏm được chị ta đọc mã số bảo hiểm, tên và địa chỉ cho bác sĩ. Tôi bắt xe ôm đến nhà chị ta, đứng ở một góc khuất rờ chờ đợi. Đứng suốt gần 2 tiếng mới thấy Vi gọi, ngồi trên xe ô tô đi ra ngoài. Tôi bám theo chị ta đến một thẩm mỹ viện trên đường Thụy Khuê. Lúc Vi vừa bước xuống thì cũng nhào đến, túm lấy tóc chị ta rồi đấm đạp túi bụi. Con điên này, mày làm thế phải không? Mày cố tình để mẹ tao biết phải không? Tao đã nói mẹ tao đang bị ung thư. Mày trả thù thì mày hại mình tao đây này. Mày đánh mày giết tao đây này. Mày hại một bà già bệnh tật như thế hả con chó? Vâng, mày làm gì đấy? Mày có tin là tao báo công an không? Bỏ tao ra, có ai đây không? Cứu tôi với. Tôi lao động chân tay quen rồi, nên kiểu tiểu thư như Vi không chống trả được. Tôi giơ tay tát liên tiếp vào mặt Vi, vừa tát vừa gào. Tao đã nói với mày là giờ tao không còn gì. Mày dám đụng đến mẹ tao thì tao cũng chó cùng cứt dậu luôn. Hôm nay tao phải giết mày. Tao giết mày rồi tao đi tù cũng được. Loại như mày không phải con người. Mày làm gì thì phải chịu được. Bỏ tao ra. Bỏ à? Mày đã bao giờ nghèo như tao đâu mà biết. Mày muốn như thế à? Tao đã xin mày cho tao thời gian. Cho tao thêm một thời gian thôi. Mày muốn đánh tao, sỉ nhục tao, sao cũng được. Tao chấp nhận hết. Nhưng mày sao mày làm thế với mẹ tao? Con chó này.
Tôi vừa khóc vừa điên cuồng lao vào đánh Vi. Mấy người bảo vệ thẩm mỹ thấy thế mới ra can. Họ kéo tôi ra khỏi người chị ta, còn tôi thì vẫn gào lên ầm ĩ. Bỏ tôi ra, tôi phải giết nó. Đồ ác độc, đồ lòng lang dạ sói. Mày có gan giết tao không? Loại nghèo nàn rách nát như mày giờ cũng tù mọt gông thôi con danh ạ. Mày tưởng mày đánh tao là xong à? Loại đàn bà bẩn thỉu. Thật ra tôi rất muốn giết Vi, nhưng tôi biết tôi không thể làm thế. Trong lý lịch của em trai tôi không thể có một người chị giết người được. Với lại tôi còn phải sống, còn phải làm việc để nuôi em. Mấy người bảo vệ ở đó thấy thế thì mới nói: cô này đi về ngay, tôi gọi điện báo công an. Cô gây rối trật tự công cộng đấy, đi về. Bỏ tôi ra, để tôi giết chết con kia. Tôi phải giết nó. Còn danh Vi kia, mày dám đụng đến nhà tao một lần nữa, tao thề tao sẽ phanh tay mày ra ném cho chó ăn. Bảo vệ lôi sình sạch tôi ra đường, sau đó xô một cái làm tôi ngã rúi rụi. Một người chỉ vào tay vào mặt tôi và quát: biến đi chỗ khác, còn lang thang ở đây thì đừng liều hồn. Đây là chỗ người ta làm ăn, không phải chỗ cho các cô đánh chửi nhau. Người tôi ngã xuống ngay gần mấy vũng nước, lấm lem hết cả quần áo, đầu gối tràn xuống đường bỏng rát. Tôi biết tôi sai nên Vi có quyền đối xử với tôi như thế, nhưng mẹ tôi thì không có tội. Tôi chỉ muốn đánh chị ta một trận để trả thù cho mẹ tôi thôi. Còn người con có học nhưng lòng lang dạ sói ác độc như chị ta, bị người nghèo như chúng tôi đánh cho một trận như thế, tôi mới cảm thấy hả dạ. Tôi gạt nước mắt, đứng dậy bắt một chiếc xe ôm rồi về nhà nghỉ tắm rửa. Làm xong việc mình muốn làm rồi, tôi không còn lý do gì để tiếp tục ở Hà Nội nữa, mà chỉ muốn rời đi thật nhanh, thật xa. Phải đi càng sớm càng tốt, nếu không Vi sẽ tìm ra tôi để tiếp tục trả thù mất. Ngồi trên tàu hỏa, nhìn Hà Nội sầm uất nhưng nhuốm đầy những kỷ niệm đau thương suốt mấy năm qua của tôi. Tôi không còn nước mắt để khóc nữa, nên chỉ có thể lặng lẽ ngồi tựa vào cửa kính, tự mình gặm nhấm nỗi buồn của bản thân. Sau khi thân thể đã dịu dã cực độ, trí óc tạm thời là một khoảng trống, khiến tôi cảm thấy mệt mỏi đeo đẳng. Mặc những cảnh vật lướt nhanh qua cô cửa sổ, mặc phố phường, mặc bi thương, mặc hết tất thảy, tôi bây giờ chỉ còn mỗi nỗi tê bại bảy hoài. Cơ nhật cả con người đã thiếu hụt đi một mảnh bài nào đó, xong cũng chẳng biết điền vào đâu. Bố mất, mẹ cũng đi rồi, em trai cũng không chấp nhận tôi. Cả dòng họ thì ruồng rẫy. Bây giờ tôi đi học còn có ích gì? Níu kéo ở Hà Nội có nghĩa lý gì? Những chuyện này xảy ra quá nhanh, làm tôi chẳng thể có nổi tâm lý mà kháng cự. Nhưng suy cho cùng, nhanh như thế cũng tốt, ít ra có thể ra đi khi người khác còn chưa kịp trở tay. Tôi không tin Vi sẽ tìm ra được tôi. Tôi cũng chẳng hy vọng Huy sẽ vì một đứa làm gái mà nhọc công đi tìm. Tôi nhận tiền của anh, anh cũng gieo cho tôi đủ loại dối rắm và bi thương. Chúng tôi thôi coi như không ai nợ ai nữa. Đi được mấy tiếng tôi mới gọi điện thoại về cho Huyền. Sau khi nói cho nó biết mọi chuyện rồi, đầu dây bên kia vọng lên tiếng con bạn tôi khóc nức nở. Mày đi đi, ta sẽ không trách mày đâu. Đời mày khổ quá rồi, đi đi Vân. Một ngày nào đó mình sẽ gặp được một người tốt với mày, bù đắp lại mọi tổn thương của mày. Mày làm gì mà nói như tao sắp chết đến nơi thế? Đời còn dài, kiểu gì chẳng còn gặp nhau. Mày phải giữ liên lạc với tao đấy, không đến lúc cưới tao chẳng biết đâu mà về tham dự. Tao thế này thì lấy chó à? Thằng nào nó thèm cưới cái loại gái đã hết đát như tao. Mày vào đấy phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, đừng để đứa nào nó bắt nạt, nhớ chưa? Biết rồi, tao vào đấy mua sim mới rồi tao nhắn tin qua. Thế mày định làm gì? Không quen biết ai trong đó, tự nhiên vào đấy có biết đường xá rồi chỗ ăn ở không? Tao xin vào chùa ở đã. Hôm qua tao liên hệ với một sư cô trong đó rồi, cô cho tao ở mấy ngày trong lúc chờ xin việc làm với thuê nhà. Khổ lắm, tao bằng cấp quái gì đâu mà xin việc tử tế. Mày làm gì thì làm, đừng làm gái nữa nhớ chưa? Vào đó lột xác làm con người khác, sống cuộc đời khác. Một đời làm gái một lần là đủ rồi, đừng bao giờ bước chân vào nữa. Hôm qua tao đến trường kế toán, xin họ đổi hệ học. Tao xin chuyển vào trong này học, họ bảo lưu kết quả của tao rồi chuyển cơ sở 2 trong này. Ừ, cố lên. Tao sắp say tàu rồi, cúp máy đây. Khi nào vào đến nơi tao gọi nhá. Ừ, nhớ gọi tao đấy. Tôi vừa cúp máy xong thì điện thoại có người gọi đến, lần này là Huy. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình cho đến khi cuộc gọi chuyển thành nhỡ, cười nhạt, cất đi. Sau đó lại thấy tin nhắn đến. Em đang ở đâu? Em đừng làm gì linh tinh, anh đã bảo rồi, chết không giải quyết được gì đâu. Em ở đâu anh đến đón em. Vâng,
Cô điên à? Cô đang ở đâu? Để tôi bắt được thì đừng có trách. Đi về. Trước đây mỗi lần anh cáu giận là tôi rất sợ hãi. Tôi sợ bởi vì mẹ tôi còn đang nằm viện. Tôi cần có tiền chữa cho mẹ. Nhưng mà bây giờ mẹ tôi chết rồi. Chết vì anh và con người yêu của anh. Thế thì anh có tư cách quái gì mà cản việc tôi đi đâu? Tôi suy nghĩ một lúc rồi nhắn lại. Từ giờ về sau tôi không muốn gặp lại anh nữa. 2 năm qua tôi chịu dài vòn đủ rồi. Tôi làm gái, nhưng tôi có lòng tự trọng. Tôi cũng là con người, người giàu. Các anh không thể nào hiểu giá trị cuộc sống đâu. Yên tâm, tôi sẽ không chết. Tôi sẽ chống mắt lên chờ quả báo đến với anh và người yêu anh. Tạm biệt. Sau đó tắt máy, rút sim vứt ra ngoài cửa sổ. Cũng coi như là vứt bỏ quá khứ tăm tối và nhơ nhớp ở lại phía sau lưng. Từ ngày hôm nay trở đi, tôi đến một phương trời mới, sống cuộc đời mới, trở thành con người mới. Chuyến tàu SE chạy xuyên Bắc Nam, chạy dọc qua chiều dài mấy nghìn km của đất nước. Tận tối một ngày hôm sau tôi có mặt trên đến ga Sài Gòn nhộn nhịp. Vì chưa quen đường nên tôi gọi một chiếc taxi, rồi đến ngôi chùa mà tôi đã liên hệ từ trước. Lúc gần đến nơi mới thấy bụng réo ỏng ngọc. Một tuần rồi tôi không được hạt cơm nào vào bụng, chỉ ăn bánh mì cho qua bữa. Trên tàu cũng mua tạm mấy cái bánh giò ăn lót dạ. Giờ mới cảm thấy đói, tôi bảo với chú lái taxi. Chú ơi, cho cháu xuống cái quán hủ tiếu đằng trước à? Quán có biển màu đỏ cái kia. Quán đó à? Ngon nổi tiếng đấy. Cô là người Bắc à? Vâng ạ, cháu chưa được ăn hủ tiếu bao giờ. Bây giờ phải thử mới được. Giờ này cũng đã muộn, tiệm hủ tiếu vẫn còn khách nhưng chỉ lác đác vài người. Tôi gọi một tô hủ tiếu đầy, rồi chọn một bàn góc trong, ngồi xuống chờ đợi. Lúc sau chủ quán bê ra một tô hủ tiếu nóng hổi đến. Trước mặt tôi, mùi thơm lừng đặc trưng của món bay theo làn khói sộc lên mũi. Tự nhiên tôi phấn khích, oà lên một tiếng bột mồm bảo, thơm thế. Cháu mới từ Bắc vào à? Hủ tiếu của quán tôi là ngon lắm đấy. Ăn thử đi, thấy hợp miệng thì lần sau là quay lại. Vâng ạ. Tôi ăn một mạch hết nửa tô hủ tiếu mới nhớ ra chưa gọi điện thông báo cho Huyền. Giờ này chắc nó cũng mới đi làm về. Lúc nãy xuống ga tàu tôi đã mua sim điện thoại mới rồi tiện tay gọi cho nó luôn. Mày à, ta vào đến Sài Gòn rồi. Đẹp không? Có nóng như trên TV nói không? Đẹp, nóng như không oi như Hà Nội đâu. Ta đang đi ăn hủ tiếu đây. Hủ tiếu ở đây ngon lắm. Khi nào mày vào tôi dẫn đi ăn. Hà Nội cũng có hủ tiếu chứ thiếu cái gì. Nhưng ở đây ngon hơn chứ. Mày không nghe người ta nói à? Hà Nội có phở, còn Sài Gòn có hủ tiếu nhá. Thế Hà Nội có trai đẹp, Sài Gòn có gay, mày nghe chưa? Nói vớ vẩn, ở đâu mà chẳng có trai đẹp. Thế mày thăm tia được ai nào đẹp trai chưa? Nghe nói trong đó trai đẹp toàn bị gay đấy. Sài Gòn rộng lớn thế, kiểu gì chẳng có trai. Trai đẹp kiểu Mỹ Nam cực phẩm trong ngôn tình ấy. Yên tâm, ta sẽ tìm một anh đẹp trai. Bình thường thì hiền lành, nhìn trên giường thì hóa thú. Đảm bảo 100% không gay, dắt về cho mày duyên. Khi tôi nói xong câu này, tự nhiên lại nghe một tiếng cười rất nhẹ từ phía sau chuyển đến. Lúc đó tôi mới nhớ đây không phải là Hà Nội. Quán ăn buổi đêm này chỉ còn vài người nên rất yên tĩnh. Tôi chỉ định đùa Huyền một tí cho vui thôi. Không nghĩ là mọi người đây nghe thấy câu đùa hơi vô duyên đó. Tôi bối rối đỏ mặt. Chẳng nghe ra nổi Huyền đang làm nhảm gì đầu dây bên kia mà vội vàng nói. Thôi, hủ tiếu nguội hết rồi, tao ăn đã. Mày lưu số mới của tao vào nhé. Cúp máy xong tôi xuống hổ nên cúi đầu tiếp tục ăn. Một lúc sau lại tò mò muốn nhìn xem ngồi phía sau đã cười tôi lúc nãy. Thế là len lén qua đầu là nhìn. Ngồi sau tôi là một người đàn ông có vẻ rất cao. Anh ta ngồi xoay lưng lại phía tôi nên chỉ thấy áo sơ mi của anh ta màu xanh đậm. Mái tóc đen được cắt gọn gàng, trông có vẻ sạch sẽ. Tôi từ từ nghiêng người chích thêm một ít, nghiêng đến vẹo cả sống lưng mới thấy được một góc khuôn mặt anh ta. Da trắng, mũi cao, lông mày đậm, cách ăn uống chậm rãi từ tốn, giống như kiểu con nhà gia giáo được dạy dỗ cẩn thận đàng hoàng. Chẳng trách lúc anh ta cười cũng nhẹ nhàng như thế. Khi đó tôi thầm nghĩ, hóa ra trai đẹp chẳng ở đâu xa. Trai đẹp ở ngay sau lưng mình, thì oang oang cái mồm muốn tìm một tranh, lại còn ở trên giường hóa thú. Anh ta cười tôi là phải. Tôi nhìn thêm vài giây rồi quay lại tiếp tục ăn tô hủ tiếu. Thực ra cũng chẳng có tâm trạng nào để mà ngắm trai đẹp, nên chỉ tò mò vu vơ thế thôi. Lúc sau ăn xong đứng dậy tính tiền. Xong xuôi rồi tôi cũng quên bén mất anh ta đã quay đầu đi thẳng. Tôi vừa đi được một đoạn thì tự nhiên có một giọng nam trầm ấm truyền đến. Này bạn gì ơi. Giọng anh ta là giọng Bắc, chất giọng nhẹ nhàng, từ ngữ gãy gọn,
không hề mang hơi hướng của giọng người nam. Mới rời Hà Nội không lâu, ở giữa thành phố rộng lớn nhưng toàn người xa lạ, tự nhiên được nghe giọng Bắc êm tai như thế, bước chân của tôi chợt dừng lại. Tôi ngoái đầu, chợt phát hiện ra người đàn ông ở quán hủ tiếu khi nãy đang đứng cách mình không xa. Chỗ này trời tối nên tôi không nhìn rõ mặt anh ta lắm. Ban đầu cũng hơi sợ, nhưng nghĩ đến dáng vẻ từ tốn khi ngồi ăn lúc nãy kia, bỗng dưng tôi lại thấy an tâm hơn ít nhiều. Vâng, anh gọi em à? Bạn để quên điện thoại này. Anh ta chìa tay đưa cho tôi một chiếc điện thoại. Bấy giờ tôi mới sờ vào trong tút tút, không thấy điện thoại đâu. Vội vàng nhận lấy rồi rối rít cảm ơn. Em cảm ơn anh ạ, em quên mất. Cảm ơn anh. Không có gì. Anh ta đưa điện thoại cho tôi, gật đầu lịch sự chào một cái rồi mới quay người bỏ đi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Sài Gòn ngay lập tức trở nên tốt đẹp. Nếu ở Hà Nội thì có lẽ bước chân ra khỏi quán cũng coi như mất luôn điện thoại. Nhưng ở đây thì khác. Tôi không những không bị mất điện thoại mà còn có người đuổi theo để trả tận tay cho mình. Dù không kịp xin số điện thoại hay hỏi họ tên của người ấy, nhưng như thế cũng khiến cho tôi có cảm giác khởi đầu ở phương trời mới này. Vậy là quá tốt rồi. Chú lái taxi lịch sự, chủ quán hủ tiếu dễ gần, và người đàn ông có giọng nói ấm áp này nữa. Tôi nắm chặt điện thoại trong tay rồi giảm bước đi về phía ngôi chùa cách đấy một đoạn. Giờ đó vẫn có Nico vẫn đang thức ngồi trong đại điện đọc kinh. Tôi chờ đến lúc Nico đọc xong mới dám gọi. A Di Đà Phật, con chào thầy ạ. Con là Vân, mới từ Hà Nội vào ạ. Vân à? Vân hôm trước gọi điện cho cô đấy phải không? Vâng ạ. Xách đồ vào trong đi, cô chuẩn bị giường cho con rồi. Tối nay ngủ nhà dưới nha. Vâng ạ. Đêm hôm đó nằm ở trong chùa, tôi mệt nhưng vì lạ giường, lạ không khí nên không sao ngủ được. Tôi nghĩ rất nhiều về quê hương, nghĩ về em trai tôi, về Hà Nội, về cả Huy nữa. Không biết bây giờ em tôi sống thế nào. Qua mấy ngày rồi có thắp hương đầy đủ cho mẹ không? Tối nó ngủ với ai? Hàng ngày có đi học không? Giờ còn Huy nữa, anh ta không tìm thấy tôi chắc cũng mau quên thôi. Rồi sẽ quay lại với Vi, cùng nhau xây dựng một mái ấm toàn vẹn. Lãng quên tôi như lãng quên muôn vàn sự vật khác từng thoảng qua đời. Tôi đi đồn ngột thế này chắc phải trông chênh một thời gian rất dài mới có thể quen cuộc sống mới được. Trước kia một thân một mình lên Hà Nội, tôi còn có mẹ để gọi điện về. Những lúc mệt mỏi vì làm việc, ngày mười mấy tiếng mà được nghe giọng mẹ và thằng Tí là tự nhiên lại có thêm bao nhiêu động lực và chỗ dựa. Nhưng giờ thì hết rồi, ở nơi đây chỉ có mình tôi thôi. Ngày hôm sau tôi dậy sớm quét sân cùng với các sư ni cô và lũ trẻ trong chùa. Ngôi chùa này không lớn lắm nhưng nuôi rất nhiều trẻ em cơ nhỡ. Có đứa thì bị khuyết tật, có đứa thì bị cha mẹ bỏ rơi, có đứa thì sinh ra đã chẳng biết đến mùi vị sữa mẹ. Tôi đứng một góc nhìn lũ nhóc vui đùa, tự nhiên lại nhớ đến đứa con bé bỏng thành hình của tôi và Huy khi trước. Bỗng dưng trong lòng lại không nén được một tiếng thở dài. Nếu em bé còn, có lẽ bây giờ đã gần một tuổi rồi. Chắc sẽ đang bi bô tầm nói, không biết sẽ giống Huy hay là giống tôi. Nico đứng bên cạnh cười cười. Vân bao nhiêu tuổi rồi? Con sắp 26 thầy. Ở đây nhiều trẻ con có thầy nhỉ? Đứa nào cũng đáng yêu. Gọi tôi là Huệ thôi. Vâng, thế con gọi cô nhé. Ừ. Con vào trong này định tìm kiếm việc gì? Một thân một mình vào đây, làm gì cũng phải cẩn thận. Tí nữa con mới định mang hồ sơ đi xin việc ạ. Con làm việc gì cũng được, lao động tay chân gì con cũng làm được hết ạ. Nhìn gầy yếu đẹp gái thế này, tìm việc gì nhẹ nhàng mà làm. Cô thấy các nhà hàng ở gần đây hay tuyển nhân viên lấy tân phục vụ, con thử đến đấy tìm xem. Trước khi vào đây, tôi có trình bày cho sư cô nghe rồi. Tôi nói bố mẹ tôi giờ đã mất cả. Ở Hà Nội tôi không tìm được việc gì để nuôi em nên mới vào đây. Sư cô nghe xong thì ngay lập tức đồng ý giúp tôi, cho nên cho tôi đến tán túc trong chùa vài ngày. Tôi cười. Vâng ạ, con cảm ơn cô. Cô để con quét cho. Con quét một chút là xong luôn thôi. Ăn sáng bằng bánh bao chay tới nhà chùa và lũ trẻ xong, tôi bắt đầu ôm hồ sơ đi để xin việc. Để tiết kiệm tiền với cả tiện dừng lại, tôi quyết định đi bộ. Trời Sài Gòn nắng như đổ lửa. Tôi đội một chiếc mũ nan, tay cầm mấy bộ hồ sơ rồi cứ thế lang thang khắp nơi mỏi xó. Cuối cùng khi đến một nhà hàng lớn ở quận 3, ông trời thương nên cuối cùng tôi cũng xin được việc. Ở đây không thiếu nhân viên chạy bàn, nhưng thiếu nhân viên rửa bát. Việc này thì tôi làm được. Hơn nữa chỉ phải bắt đầu làm từ 10 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Thời gian còn lại trong ngày, tôi có thể đi học hoặc ở chùa nấu bữa sáng cho bọn trẻ.
Tôi làm ở nhà hàng một tháng, anh chủ có cảm tình nên có một vị trí lễ tân nghỉ, ngay lập tức sắp xếp tôi đứng ở quầy để tính tiền. Chủ quán này tên Nhân, 40 tuổi rồi nhưng chưa có vợ. Hôm chuyển tôi ra làm ở quầy cứ tít mắt cười rồi bảo: "Đấy, em mặc áo này nhìn đẹp, với cả đứng người hơn bao nhiêu. Người đẹp như em mà cứ ngồi dưới bếp rửa bát thì phí lắm. Anh không sợ em tính tiền nhầm mà, từ nhân viên rửa bát mà đưa lên làm lễ tân, công việc khác nhau một trời một vực đấy nhá." Anh đọc hồ sơ xin việc của em, thấy chữ em viết đẹp, số cũng đâu ra đấy. Chắc ngày xưa cũng được học hành đàng hoàng chứ đúng không? Em có được học hành gì đâu à? Trước đang học cao đẳng kế toán nhưng không có tiền theo nên phải bỏ ngang ạ. Học kế toán à? Thế thì anh chọn đúng lĩnh vực cho em làm rồi đấy. Làm cho tốt, cuối tháng sau mà doanh thu tốt anh sẽ thưởng thêm. Vâng ạ, em cảm ơn anh. Từ nhân viên rửa bát đùng một cái trở lên nhân viên lễ tân. Ở trong quán cũng không tránh khỏi rỉ nghị chuyện tôi và ông chủ. Nhưng một cuộc đời tôi cũng gọi là đã trải qua kha khá biến cố và thăng trầm. Những lời rỉ nghị ấy đã không còn ảnh hưởng đến tôi nữa. Tôi giờ chỉ mong mình có một công việc tử tế, kiếm ra những đồng tiền chân chính để nuôi em trai tôi thôi. Tôi không mong nặng nề gì hơn. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 5 của bộ truyện ngôn tình dài kề có tựa đề Lấy gái về làm vợ, được thể hiện qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Và quý vị đừng quên, để theo dõi được tập tiếp theo một cách sớm nhất thì bấm like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh YouTube Chỉ Rộng. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện của lần sau. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.